Bằng niềm đam mê cháy bỏng với môn quần vợt và những nỗ lực phi thường, cô ông Leonid Stanislavski, 97 tuổi, người Ukraine, người được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới ghi danh là vận động viên tennis lớn tuổi nhất thế giới, đang giáo diết tập luyện cho giải vô địch tennis thế giới dành cho người cao tuổi, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới ở Tây Ban Nha. Cụ ông Leonid Stanislavski đã chơi quần vợt nghiệp dư hơn nửa thế kỷ. Đến nay, khi đã ở tuổi 97, khó có đối thủ nào trong độ tuổi ngang cơ với ông là một việc không dễ dàng. Dù việc di chuyển trên sân quần vợt không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng ông vẫn đăng ký tham gia các giải vô địch thế giới và châu Âu dành cho các đối thủ trẻ hơn. Cơ duyên đưa ông Stanislavski đến với quần vợt khá tình cờ. Khi ông 30 tuổi, một người đồng nghiệp của ông, khi đó là nhà vô địch thể dục dụng cụ ở Liên Xô trước đây, giới thiệu ông đến với quần vợt. Kể từ đó, cứ 3 lần một tuần, ông lại đều đặn tập luyện tennis ở quê hương của mình tại Kharkov, miền đông Ukraine. Quần vợt là một loại hình thể thao tao nhã, tốt cho sức khỏe và rất đẹp mắt. Còn một điều nữa về môn thể thao này, đó là bạn có thể chơi dù ở độ tuổi nào đi nữa. Tôi bắt đầu chơi quần vợt khi tôi 30 tuổi. Bây giờ khi ở tuổi 97, tôi vẫn tiếp tục thi đấu. Tay vợt nổi tiếng Roger Federer đã 39 hoặc 40 tuổi. Novak Djokovic 33 hoặc 34 tuổi, nếu tôi không nhầm. Rafael Nadal cũng trên 30 tuổi. Đối với quần vợt chuyên nghiệp, đó là tuổi khá lớn. Là một tay vợt nghiệp dư, tôi có thể chơi ở tuổi 97. Là người giữ kỷ lục Guinness Thế giới với tư cách là vận động viên quần vợt lớn tuổi nhất thế giới, ông Stanislavski đã và đang tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới dành cho người cao tuổi năm 2021. Sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới tại Mallorca, Tây Ban Nha. Đây cũng là giải đấu đầu tiên dành cho các vận động viên ở nhóm tuổi từ 90 trở lên mà Liên đoàn Quần vợt Quốc tế công bố sau khi ông Stanislavski gửi văn bản đề nghị Liên đoàn bổ sung hạng mục mới. Khi tôi ở tuổi 95, tôi khỏe hơn bây giờ rất nhiều. Ở tuổi 97, thậm chí việc đi lại thôi cũng khó khăn rồi. Những người dưới 70 tuổi thường nói, ơn trời, tôi đã sống thêm một năm nữa. Từ 70 đến 90 tuổi, họ nói, ơn trời cho tôi sống thêm một tháng nữa. Khi bạn từ 90 đến 95 tuổi, bạn sẽ đếm ngày. Cảm ơn trời đất, tôi đã sống thêm một ngày nữa. Tôi đếm từng ngày và nói, cảm ơn vì tôi đã sống một ngày khác. Ông Stanislavski chia sẻ bí quyết kéo dài tuổi thọ của ông là sự kết hợp giữa nguồn gen tốt và việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Một ngày mới của ông bắt đầu bằng việc tập thể dục dụng cụ và một loạt các động tác chống đẩy. Ngoài quần vợt, ông Stanislavski cũng đam mê bơi lội, trượt tuyết và mơ ước được nhảy dù. Dù 90 hay 95 tuổi, thói quen của tôi vẫn không thay đổi. Tôi luôn duy trì thói quen mọi lúc. Tuổi càng cao hơn, tôi ngủ nhiều hơn. Tôi cần ngủ nhiều hơn và tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để ngủ. Thì thoảng trong ngày, tôi có những giấc ngủ ngắn. Khi tôi có lịch tập luyện, tôi ngủ ít nhất 10 giờ suốt đêm. Ông nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của ông là sống đến 100 tuổi, và đối đầu với tàu tốc hành Roger Federer.